quý anh chị em và các bạn, chào cả nhà thân yêu. Hôm nay là ngày chủ nhật mình được nghỉ, thì sáng nay là đi khám sức khỏe định kỳ, đó là buổi sáng. Thì qua cái khám sức khỏe định kỳ thì cũng không mấy có cái gì mình nói vui. Thì thứ nhất là bụng to, rồi cân nặng thì tăng lên 90 kg, gan nhiễm mỡ đó, coi như là nó to bụng. Thì nó làm đi, làm mất đi cái vẻ đẹp của mình đó nghe các bạn. Đó là một cái buồn nhất, buồn cái thứ nhất. Rồi chạp nữa rồi mình kể cái chuyện buồn thứ hai nữa cho các bạn nghe. Còn buổi chiều thì mình lên rừng, mình cũng thơ thẳng ở trong rừng đó, rồi mình đi kiếm hoa dại đó, rồi mình về mình trồng, mình chơi. Rồi đây mình gặp cây ớt đây nghe bạn, các bạn. Ớt này là do chim nó ăn, nó thải ra, nó mọc rất nhiều. Rồi mình hái cái ớt này về, rồi mình đem, mình dùng không hết thì mình bán. Nó rất ngon, cái độ cay của nó rất đậm đà. Còn đây là một cây hoa mua tím. Thì cái loại cây này nó có bông hoa, nó rất đẹp nha các bạn. Nhưng mà nó cũng bị tuyệt chủng rồi, nó hiếm gặp lắm. Rồi làm cho mình nhớ cái bài gì, bài hoa mùa trắng. Còn đây là gặp một cái tổ mối, thì nó đóng trên thân cây đó, nó sống theo cái bầy đàn rất đoàn kết nghe các bạn. Đó, cái chỗ mà nó ướt tối đó là nó mới xây xong ấy, là nó cũng có một cái tổ chức, là nó có một cái con mối chúa, rồi mối thợ, rồi là mối cảnh sát. Đó, nói chung là nhiều lắm. Còn đây là cây hoa mẫu đơn, cây hoa bông trang đó nghe các bạn. Đây là nó sống trong cái vùng rừng tự nhiên thôi, chứ nó cũng không có được chăm bón gì. Đó. Thì mình dạo rồi mình thấy gì mình quay nấy cho các bạn xem, cho nó vui, cho nó qua ngày nha các bạn. Thì đây chủ yếu là cây phi lao, rồi cây bạch đàn. Đó, người dân người ta trồng. Thì hôm trước mình cũng nói rồi, nó dưới tầng lá thấp thì ba cái thứ cây hoa ngũ sắc đó nghe các bạn. Đó, nó đẹp không? Nó rất đẹp. Mà bây giờ người ta cũng có cái trào lưu phong trào, người ta chơi toàn bộ là cái cây hoa ngũ sắc đó. Nó vừa bền, nó nở quanh năm luôn đó nghe các bạn. Thì có mấy cái video mình cũng đã làm, thì mình tìm tòi các cái thông tin mới nhất, cập nhật trên các cái trang báo chính thống đó. Rồi mình cũng chuyển tải chia sẻ về các cái hoạt động của chính quyền của địa phương nơi mình sinh sống đó nghe các bạn. Nhưng mà nay mình suy nghĩ lại thì mình cũng không có nên chia sẻ tin bài đó, là bởi vì nó sợ nó đụng đến cái tác giả, rồi bản quyền, rồi là phải xin phép thế này thế nọ. Rồi nhiều lúc không chừng như mình chia sẻ cho mọi người biết những cái thông tin nó có nhiều cảm xúc, có nhiều bức xúc, rồi họ lại bình luận vô, rồi họ nói xấu này thế nọ, rồi mình sợ, rồi mời lên rồi làm việc nữa, uống nước trà nữa, mệt lắm nghe các bạn. Thôi thì dẹp cái chủ đề đó. Thì chiều nay cũng suy nghĩ rồi, mình thôi đi quay vớ va vớ vẩn trên rừng để cho nó vui, cho nó yên bình đi nghe các bạn. Là bởi vì mình cũng nói thiệt các bạn ấy, mình ngán rồi. Cách đây 2 năm ấy, là gia đình mình là gia đình chính sách cách mạng. Đấy, mà nhà mình là mình thực hiện đúng theo những gì quy định về luật đất đai, cũng như là những cái chủ trương đường lối của đảng.
họ đã quy định mình là người dân mà mình thực hiện đúng thì mình cũng liên quan đến giấy tờ sổ sách, sổ nhà đỏ, sổ đỏ đất đai. Về cái quy trình thủ tục hành chính, mình nói thiệt các bạn, họ hành mình như vậy là cả hơn một năm trời. Cán bộ về bộ phận địa chính ấy, từ cấp xã, phường cho đến cấp thành phố, mình nói thiệt các bạn, họ rất vô cảm, họ làm việc rất gì là thờ ơ, họ không có tận tình mà họ làm đúng theo những gì quy định của ngành của họ. Đó, mình phải mất ăn mất ngủ, bỏ công bỏ việc để mà đi hơn một năm trời đó nghe các bạn, của mình được nhà nước công nhận, qua bao thế hệ sống trên mảnh đất đó mà họ lật đi lật lại họ muốn là của họ. Cho nên mình rất bức xúc về các cái vấn đề gọi là đất đai rồi bất động sản rồi nâng cấp đô thị hóa. Nói thiệt các bạn, rất ê chề nghe các bạn, báo chí người ta cũng viết một phần nào đó thôi, còn mình là người trong cuộc, mình là người thực tế, cho nên mình rất bức xúc. Thì thôi, mình về mình vui với hoa lá cành, buồn thì ngâm thơ, vui thì hát nhạc trữ tình, mà vui nữa thì mình vẽ, mình kể, mình viết, mình đăng clip cho mọi người xem. Chứ còn cũng không nên đưa ba cái thứ tin bài, rồi nhiều lúc họ lật kèo rồi họ mời mình lên trình bày trình diện rồi biểu mình uống nước trà nữa rồi nó buồn. Rồi thôi bỏ cái chuyện đó, và đây là cái nỗi buồn, cái buồn thứ hai đây các bạn. Đây là một cái lũ sâu mà mình không biết cái sâu tên gì, thì chiều nay mình phát hiện là chúng nó rất đông. Đây là mình chỉ bắt một số con để mình quay phim thôi. Nó đã tấn công một cái chậu mai vàng cảnh của mình. Nó ăn không còn gì trên cái cành, trên cái thân nữa nghe các bạn. Từ hoa rồi đến búp, đến lá non, nó ăn tuốt. Bởi hai ngày nay mình không để ý, mà chiều nay mình nói quạt cái cây hoa này nó đi đâu. Thế là mình nhìn kỹ nghe các bạn, là mình thấy cái lũ sâu này nè, nó nhiều lắm. Thì qua đây anh chị em các bạn chúng ta có cái biện pháp mà sử dụng cái loại thuốc nào thì hướng dẫn cho Quảng Hồng với, để cứu cái ông cái chậu mai nghe các bạn. Đó, còn hoa hòe hồi nãy mình lướt lướt qua đó là mình trồng đó nghe các bạn. Thì các bạn thấy video trò chuyện vui thì đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau. Thân ái chào các bạn.